Thì sản phẩm này đã được hoàn thiện. Thì vừa rồi Alan có bào nền ha, có bào nền, có đánh bóng sản phẩm, rồi chi tiết các cái nét lại, các cái nét lại, cái nào nó sần sùi thì mình sẽ làm cho nó hết sần sùi đó. Thì sau khi đánh bóng thì cái sản phẩm rất là đẹp và chi tiết. Thì cái này thì Alan không có vô cái nền ha, vô cái màu đen, vô màu đen để làm màu nền đó. Tuy nhiên thì để như vậy thì vẫn là đẹp rồi. Nếu như chúng ta để màu nền thì nó sẽ rất là rõ, nó sẽ rất là rõ cái nét ra, sẽ rất là rõ cái nét ra. À, giống như cái bật lửa này, nếu mà chúng ta vô nền đen nó sẽ rõ cái nét ra. Nhưng mà đối với vàng thì theo mình nghĩ thì để như vậy, để như thế này chơi vẫn là đẹp lắm rồi. Đó, thì do yêu cầu của khách hàng nên Alan để trơn như vậy, để bạn về bạn tự vô các cái hạt kim cương ha, kim cương hay xoàng hay là đá gì đó, vô cái nhụy bông. Thì đáng lẽ cái nhụy bông này Alan cũng làm luôn, làm kiểu, tạo bóng, tạo kiểu cho giống như cái bông này đang nó nở búp ở trong ra nữa. Nhưng mà khách hàng thì lại muốn đính đá thì thôi, mình để trống như thế này đó, để họ ra họ đính đá ha. Thì đây là sản phẩm hoàn thiện của Alan. Đó, rất là đẹp ha, bằng vàng 18K ha. Thì cái này khoảng cỡ chắc 3 lượng quá. Đó. Thì anh em nào yêu thích thì các cái đồ mà để đeo trên người hay là những đồ vật mà mình mang theo bên mình suốt, mà muốn lưu lại kỷ niệm với những cái bông hoa hay là những cái hình ảnh hay là chữ logo đặc sắc thì hãy liên hệ Alan nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì số điện thoại và inbox trên Facebook thì mình có để trên video clip ha. Mình là Alan Merit. Mấy bạn yêu thích thì hãy theo dõi trang Facebook và YouTube của mình để xem được nhiều hình ảnh sản phẩm cũng như là video hơn. Cảm ơn các bạn.